Hello anh em nhá, lên cho anh em xem quả siêu phẩm sau 2 tháng thay lông anh em ạ. Mồi xòe cứng, lân xòe cứng anh em nhá. Mới xong lông anh em nhá. Lông được 99,99%. Xòe cứng 50%. Phải đến 50-60% anh em nhá. Đấy. Nhà nhiều chim chơi đàn rồi giờ thích mang em nó đi làm mồi. Cà phê cũng được mà mỗi được anh em nhá.